Video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một cái quạt trang trí như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì đây mình đã chuẩn bị những dụng cụ và nguyên liệu như sau này. Về dụng cụ thì ở đây mình có một cây súng bắn keo. Các bạn có thể sử dụng bằng các loại hồ dán hoặc băng dính, có thể dính nước giấy là được nha. Mình có một cái bút chì này, một cây kéo, một cây thước kẻ, một chiếc compa, vài cái cây bút màu nước như thế này. Về nguyên liệu thì ở đây mình có chuẩn bị những cái tờ giấy màu. Thì ở đây mình có màu xanh lá, màu xanh dương và màu vàng. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm luôn nha. Đầu tiên mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu vàng này. Đối với cái tờ giấy màu vàng này, bây giờ mình sẽ gập nó. Đây, cái kích cỡ của nó là tờ giấy A4 nhé. Thì bây giờ mình sẽ gập thành những cái nếp gấp. Đó. Đó, các bạn sẽ gập thành những cái nếp gấp như thế này. Gập cho đến hết cái phần giấy ở dưới luôn nhé. Tiếp này. Cái giấy này của mình là giấy loại bìa cứng nên là các bạn sẽ miết chặt một xíu nhé, cho nó tạo thành cái nếp. Mình có một đoạn đấy nha. Như vậy là mình đã gấp xong này. Mình sẽ miết một chút cho nó chặt nha. Bây giờ mình sẽ gấp đôi này lại.
tô nó lại, sau đó mình sẽ thắt nút. Để thắt nút mình sẽ cắt một cái tờ giấy màu xanh khác màu nha. Và mình sẽ quấn nó lại này. Và mình sẽ cố định bằng keo nha. Sau đó mình sẽ tách nó ra. Đấy, dùng tay tách nó ra như thế này. Đó, sau khi tách thì mình đã được một cái hình nơ như thế này rồi. Ở đây mình có một cái tờ giấy màu hồng. Mình sẽ cắt cái tờ giấy màu hồng này ra nha. Trước tiên mình sẽ gập nó lại. Tiếp một lần nữa này. Tiếp nha. Sau đó giờ mình sẽ dùng kéo để cắt. Mình cắt cánh hoa hình tròn. Tiếp một cái nữa nha. Mình cũng sẽ gập nó lại. Mình sẽ cắt này. Rồi mình sẽ làm cong cái phần cánh hoa lên nha. Các bạn có thể dùng một cái kéo này để làm cong nó lên. Sẽ làm tương tự từ đây cái này nha.
giờ mình sẽ gắn hai cái này lại với nhau. Về nhựa hoa mình sẽ cắt một chút màu cam. Mình sẽ gắn lên giữa bông hoa này. Tiếp theo mình sẽ cắt ra một cái đường thẳng màu xanh. Giờ mình sẽ gắn lên bông hoa này nhé. Và gắn lên cái nơ màu vàng này nha. Vậy là mình đã gắn xong cái nơ và bông hoa như thế này. Bây giờ mình sẽ dùng để kiếm mấy cái bút màu nước để trang trí thêm cho bông hoa nha. Mình đã tô được cái bông hoa như thế này. Tiếp theo mình sẽ trang trí cho cái phần quạt ở phần trên nhé. Phần quạt thì mình sẽ trang trí bằng những cái dấu chấm bi.
Như vậy là mình đã làm xong một cái nơ hoa trang trí như thế này rồi. Nếu mà các bạn nào thích thì có thể làm cùng mình nhé. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.